Yo! Cảm ơn Hiệu Gia Nguyên nha. Sếp ơi, sếp. Sếp ơi, sếp có thấy không sếp? Thấy gì vậy? Nãy giờ sếp đứng ở đây, sếp có thấy gì không sếp? Cái gì giờ thấy gì? Nãy giờ sếp đứng đây, sếp không thấy gì hết hả? Thấy là thấy gì? Thấy người là thấy đồ vật hay là thấy cái gì thế anh á? Dạ, có bạn nữ tóc xanh đẹp quá sếp ơi. Bạn nữ tóc vàng chứ không đẹp à? Đâu có nhờ. Ây, đó vợ thằng Hải sếp, bậy ơi. Này, okay, sao này vợ ơi, cơm, này. Cơm thầy vợ bạn gái cơ quan, thế sếp anh, ơi. Thế anh chưa biết gì à? Biết gì á anh à? Anh biết anh chị đấy họ gì không? Ngư Thừa Hân. Họ Ngô đâu phải họ Ngư đâu. Ngô Thừa Hân à, dạ. Ừ. Mới hôm nay mới phát hiện ra đấy với cả Hải là con ruột đấy. Ôi giời, anh em ruột à? Ừ. Đó là tưởng miệng ông phi công ở bên bác sĩ, ở bên bệnh viện báo ra đấy. Nó sao sao ta, cái khúc này nó hơi cấn cấn này nha. Ừ, nó cấn cấn đây tôi không biết tại sao luôn. Từ để tôi gọi cho có đồng chí Hải Giới tôi hỏi rồi nó giờ cái thằng con chui ra gọi thì sao? Hơi cấn cấn này. Sao biết được, đấy là chuyện của một người ta chứ không phải chuyện của mình nhà mình đâu. Mẹ mà sao lúc nào cũng thấy thằng Quang Anh ở công ty này là như thế nào ấy nhờ? Nhà mày ở đây à? Sao lúc nào cũng thấy Quang Anh ở đây cho nhà mày ở đây à? Hả? Anh à. Sao? Tối nay em bay rồi, còn ở đây nữa đâu. Đi bay là đi đâu? Đã bảo rồi, lớn mà chơi bời ít thôi, đi bay hoài. Bình tĩnh nghe, đừng quát em thôi. Hôm nay em ra nước ngoài du học rồi. Thế tại sao du học, đi làm gì, đang làm giang hồ vui mà tự nhiên đi học là sao? Sao vậy đó ơi? Nói nhỏ. Mà nói nhỏ sao mày không nói lớn, mày nói nhỏ. Đây tình hình. Sao? Tình là như thế này, chiều nay có ông trung đoàn trưởng qua nhà nó đưa cho cái giấy gọi giấy đi. Được. Đó. Em ra đây. Phải đi. Đại tí nha, đỏ ra kia. Này nhưng mà sao đấy có tin là cậu Hải với Hân là anh chị em ruột xong rồi kết thai. Hey, báo lá cải thôi. Ừ đừng quan tâm á, dược tiết đấy. Đây bắt đầu ù vào đấy. Dược tiết đấy. Rồi sao? Điệp mày mà không nghe cái gì hết, bật hét đi. Đây, nghe rõ chưa? Rồi, nghe nè. Tình hình là chiều nay cái ông trung đoàn trưởng hôm qua nhà nó đưa cho nó cái giấy gọi là đi nhập ngũ. Nhưng mà sao đi nhập ngũ thằng này nó quá tuổi rồi mà. Trời ơi, nó đã đủ tuổi đấy. Trung đoàn nào nhờ? Tên gì đấy? Không biết nhưng mà thấy ở chiều nay là có ông trung đoàn trưởng qua nhà nó đưa cho nó cái giấy gọi là giấy gọi nhập ngũ. Thế bây giờ muốn trốn không? Muốn... Nó bây giờ không. Ý nó bây giờ là tình hình như là thôi thì em nó chấp nhận lên đường thôi. Đấy. Thế là tối nay đi à? Cứ coi. Ừ thì cứ coi như là nó nói chứ rồi nó giảm nó tránh ấy chứ bọn em là biết hết rồi. Em đi quang biết hết rồi. À, nói vậy cho nó đừng có buồn đúng không? Sợ anh em mình hiểu đỡ buồn ấy, sợ đi nói đi nhập ngũ, nói là đi du học nước ngoài này cho nó hiểu. Nhưng mà ngày đi cũng đúng, tại vì bây giờ kiểu ở đây nó cũng quậy quá à, thành phố mấy người rồi đấy, đi đúng đi về cho nó trưởng thành hãy à, đấy, cho nó thành một con người mới, bây giờ nó hơi chậu. Ừ. Đi năm rưỡi lần á, đi ở đâu bây giờ? Về quê luôn đúng không? Nói chung là đi năm rưỡi đi, không biết là đi đoạn nào. Cái đi năm rưỡi rồi. Hơi buồn nhờ. Cái vụ mà anh... Hú mày à? Nào ấy. Sao vụ nào? Hôm nay cả trên cả thành phố đồn ầm lên cái thông tin. Là đồn hai đứa này là cho anh em với nhau đúng không? Ừ. Đấy. Confirm đi, người trong cuộc confirm ra đi. Chắc chắn là không. Nhá. Bây giờ tí để từ từ giải quyết này, mình qua gặp anh Hớp nói chuyện sao? Thằng gì thấy bỏ. Trân ơi, anh Bảo này. Vâng, em đây. Ừ, vào phòng họp anh Bảo cái. À, anh chào Trân nhé, chắc là Trân cũng biết anh rồi đúng không? Ờ, anh xin tự giới thiệu lại nhé, anh là phó tổng giám đốc của công ty sửa xe Auto Refund. Nhưng mà sau một thời gian anh gia nhập giang hồ ấy, anh không có cống hiến cho công ty nữa thì bây giờ anh xuống là kéo xe của công ty rồi. Hân Trân à. Đấy. Thì công ty mình thì ca tối thì anh thấy là cũng đơn giản thôi. Đấy cứ đúng giờ đi làm các thứ xong mình lãnh lương thôi, cũng không có gì mà khó khăn hết Trân à.
Với lại là có một cái dịch vụ cho ca tối của mình, ví dụ giống như là em đi làm mà có đói khát các thứ rồi thì cứ gọi cho bọn anh nhé. Đấy, luôn luôn có shipper ship cho em. Hay à. Cái dịch vụ này dịch vụ mới anh. Thế em làm được mấy ngày rồi nhờ? Em làm được hôm nay là ngày thứ ba rồi. Ngày thứ ba rồi á. Đúng rồi, lần đầu ngày đầu tiên không gặp được anh á, cái ngày đầu tiên làm bận, bận quá, bận. Ngày đầu tiên em làm bùng nổ đúng không? Bận quá, biết đúng sao không? Rồi. Bây giờ kiểu là nguyên nhiên liệu trong công ty mình nó cũng khan hiếm ấy. Với lại là anh hôm kia anh mới đi Paris để anh nhập cái nhớt Catron Power gì ấy. Đấy. Bán thêm cho công ty ấy. Mình thì đó, bận lắm em mà bay suốt à, anh ở trên bầu trời còn nhiều hơn ở dưới đất. Ôi trời ơi. Anh bay cao lắm ấy. Đúng bay rồi. Cao. Đi suốt à. Sửa được xe bố. Dạ em không sửa được xe anh ạ. À. Ok ok. Em đợi xíu. Đội khách đứng ngoài đợi lâu. Thế em là thợ sửa hay là thợ gì? Em làm lễ tân nè mà em xin làm cho em xin làm thợ kéo mà bạn chưa đi làm thợ kéo rồi. Ừ bình là em hôm nay là chị Du đi là không đi làm à? Em không biết luôn á, chưa thấy làm. Anh đợi xíu. Thấy anh hoài không? À? Hoài. Này nó phải như thế chứ, nó phải như thế chứ. Trời ơi. Sao không sao? Alo. Điều mấy con xe. Alo. Cảnh sát tiến mạng không? Alo. Alo anh trai à? Ừ. Anh có liên hệ được cái anh Khỉn Con không? Anh biết anh Khỉn Con không? Khỉn Con là thằng nào nghe lạ thế? Ừ, tôi đang tìm anh Khỉn Con có một chút việc ấy, không biết anh biết người đấy không nhỉ? Chút việc gì? Đâm chém hay là cái gì? À, tôi muốn mua cái xe. À anh Khỉn Con đó thì tôi biết đấy. À, anh có liên hệ được anh ấy không? Thì liên hệ nó cũng phải như thế nào, nó mới có cái số mà liên hệ chứ. Tự nhiên mà xin không như thế này thì làm sao mà có nhờ. Thì liên hệ thì có anh em hôm nào đi nhậu. Thì bây giờ như thế này đi, cứ qua công ty sửa xe auto của tôi đi nhá. Qua đây cho số rồi, cho. Ok, tôi đi. Qua dạ. Ok. Quang Anh ơi, hôm bữa có nói chuyện với chị Sa la chứ đấy. Chưa. Trời ơi. Quá trời ơi. Để anh điện ra nói chuyện với chị Salalalala nhá. Chả cần đâu, em sắp đi du học rồi, em sợ gì đâu. Thế bây giờ anh bảo này, tối nay dù gì tối nay cũng đi du học đúng không? Bây giờ tí nữa mình làm vụ lớn xong mình đi. Vâng. Làm là phải thành công anh nhá, không đi tù em không kịp bắt chuyến bay đâu, là em phải đi nghĩa vụ đấy. Yên tâm mẹ à mày. Cho anh có hỏi trình. Anh Phùng dạ. Có học qua đây không nhỉ? Sao vậy sếp ơi? Anh kia tôi vừa gọi anh xin số của anh Khỉn Con anh. À là sếp á hả? À đúng rồi. Dạ sếp qua đây, tại vì đây là sếp tông cảm vô lấy cái điện thoại để trong học tủ á mà. Nãy sếp gọi cho em là cái điện thoại phụ. Dạ. À, ê sếp chờ em xíu đem vô em lấy cái điện thoại phụ cái nha. Mặt nha mày ảo rồi đấy, sao này cảnh sát là như thế nào ấy nhờ. Sếp chờ xíu nha sếp. Ok anh, ok. Bảo thế bảo quen anh John Wick ở bên này. Tôi nhờ mãi mà không được. Ở đây rồi, đây rồi. Tờ mà. Đây rồi. À ok. À anh nghe này. Rồi chưa sếp? À, được rồi anh. 6981266. 6981266. Đầm gia ách. Ờ gà. Anh chơi ô tô rồi đấy à? Từ từ để em nhìn coi cái số này số gì ta. Bùi đầm gia xì đúng không? 6981266 chưa sếp? Rồi ok. Rồi 276. Số này là số của vàng A Nạm nha. Còn số của Phong Kiền không có. Anh cho tôi xin cái số của anh cái nhỉ? Để liên lạc cái. Ờ sếp cũng chia sẻ số cho em chứ, nãy tưởng thằng đầu đờn sáu chợ nó gọi không à. Ây giời ơi. Hơi nóng. Gì anh đã quát tôi, anh mắng tôi thế rồi. Chứ biết cảnh sát minh tiết này em ngoan cuốn luôn hả chứ. Đấy. Ờ gà. Chó đâu nhỉ? Ngoan luôn hả chứ, em mà biết sếp là em ngoan luôn, tưởng đâu thằng nào. Tôi hỏi tiếp là anh học cái một số anh vừa cho tôi là của anh nào nhỉ? Cái số tôi vừa cho anh là số của Phong Khiền chứ của ai? Ủa sao kêu không phải số Phong Khiền? Phong Khiền á. Phong Con á. Giờ phải liên lạc sao ta? Mà tôi bảo này, ông mua cái combo Dominator làm cái gì? Bây giờ tôi chỉ có 400.000 thôi, để biết sao giờ.
400.000 đúng không? Tôi bán cho ông con xe ngon xịn mịn 600 thì bây giờ ông đưa cho tôi 400 trước đi. Còn 200 kia ông góp, hoặc là ông hẹn tôi bao giờ ông trả thì góp cũng được. Đi xem không? Đi xem luôn. Đi xem rồi thì ra đây cho xem luôn. Đi. Xem gì á? Xem xe. Ai trả lại mua của anh Học là uy tín lắm đấy. Anh kia toàn dùng hàng chính hãng thôi. Cô của em này nói chí phải đấy. Phải đó. Cẩn thận lên tiếng nói đấy nha. Cẩn thận lên. Quay. Quay. Ông anh này làm sao ấy à? Alo nào ấy à? Bán đâu vậy? Trước thôn ơi. Anh ở đâu còn lâu mới nói. Chết trời ơi. Anh có thể kéo xe em. Lấy cái gì ra đây? Kéo xe em đâu vậy mà? Kéo em không tính rồi đấy. Kéo xe là kéo em. Giám đốc, kêu giám đốc ấy à? Đứng ra đi. Tôi là tổng giám đốc đấy mà. Tổng giám đốc. Đúng nhá. Anh Khôi ơi, anh lên đây em nói nghe. Anh em ơi, tập trung lên đây em nói nghe, mọi người. Trên đây nè. Kéo nhỉ? Đây lên. Giống kiểu một ngày nào đó lắm. Lao Bali Blon. Lao Bali Blon. Đâu nhờ thằng em của em đâu mà nhờ? Khoa ơi, em hỏi này. Ơi. Một ngày nào đó thành phố này không còn nữa, anh liệu anh có tìm em không? Có chứ. Anh rồi. Đâu phải là trong thành phố này mình mới xích nhau là gần nhau được đâu em. Mình có thể chơi những cái trò khác để mình xích với nhau mà. Ủa? Ê giời ơi, con mẹ ảo rồi đấy. Giờ chia tay đã đến, bạn ơi. Quang Anh ơi, nhưng mà sao mày quyết định là mày đi đấy? Mày không trốn đi, tao trốn được mà. Mẹ em, bắt em đi nghĩa vụ. Bây giờ mẹ em bảo là tao mua cho mày cái vé. Đóng mà mày, cho mày cái khóa 3 anh tỷ đi du học rồi. Anh em cứ nói chuyện nha, kéo xe cho vợ cái quay lại liền. Chờ xíu. Lao Bali Blon. Không, đuổi gì quê rồi anh em, nó đang chơi roleplay á. Quang Anh đang chơi roleplay. Nhảy đi. Được con mà. Lao Bali Blon. Đi thật á, ý là đi về quê thôi nhưng mà nó ấy thôi chứ không có đi thật. Thổ bao. Thật không mà thật. Nè, mấy ông coi nóc nhà nói chuyện nè. Mấy thằng nào mà đậu má bữa giờ bảo anh Bô toàn là mỏm thôi. Anh Bô gặp gì chân là anh Bô sợ như cóc. Vợ là số 1, đúng không? Nhìn nè, học hỏi. Sau này mẹ mong có vợ biết cách mà nói chuyện nhá. Nghe này. Mà anh em là chưa follow thì cho tôi xin một follow nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, ngắt gần được 700.000 sub minimo rồi anh em ạ. Ai donate ai à. Quang Bảo 10 ngón nha, cảm ơn em rất nhiều nhá. À, con trai tôi Trăng Mập đặt lại tên là Đinh Quy Thiện chứ không chịu là Đinh Văn Thanh Phước Thiện, nghe nó dài lắm. Lại tội nghiệp nó, ví dụ sau này mà đi thi các thứ rồi nó ghi là nó hơi mỏi tai. Và Trăng Mập quyết định là đặt tên là Đinh Quy Thiện. Đẹp đúng không? Mập ơi. Này anh Bảo này, mấy giờ còn chơi game mấy giờ? Hả? Anh hỏi là biết mấy giờ chưa? Có uống sữa ăn cơm gì chưa mà giờ này vẫn chơi game đó nhờ? Đang uống sữa nè, không phải, tại vì em tức, em bị người ta giấu xe, hiểu không? Thằng nào? Để bên gara, em tính là để đó xíu nữa sữa. Quay lại mất chiếc xe. Nhưng mà cái chỗ đó là có ai thấy không hay là em để đó? Trời ơi, tôi lại bà, thế là cái công ty sửa xe người ta đi hết. Tự nhiên là cái xe bà nó mất rồi chứ ai đâu mà giấu xe bà. Ủa sao kỳ vậy? Bà định du khống cho công ty tôi mà lấy tiền cái gì? Cái gì? Đúng không? Vô để em sửa xe.
Này, tí anh Bảo này vô đó sửa xe, Bảo quá đơn ghi cho chồng, chồng tôi. Tao nói chữ chồng thôi. Đi ghi cho anh không, để ghi cho em. Nhưng mà em toàn kêu anh bằng anh không mà, giờ hai vợ chồng mình có con rồi kêu bằng anh em là sao? Kêu bằng chồng ơi coi. Chồng không nghe gì hết luôn á. Ấy. Đó. Kêu chồng ơi coi. Chồng ơi. Ơi. Nhớ vợ quá. Cái gì vậy bà? Không được giống vậy. Cậu kêu chồng ơi cái nghe nó rung rung cái tai liền luôn á. Chứ không phải là bà đang kiếm tiền bởi rung rung tai nữa. Gì vậy? Thông báo game anh có 600 mấy ngàn trong tài khoản. Ghê. Đi mua xe đi làm không? Để anh mua cho. Thôi em không mua đâu, em đi xem phòng được rồi. Mà đi làm gì nữa, tha 2 tháng là bà đẻ tới nơi. Ơ gì vậy? Chơi này nó là như liền, em nhảy đi. Cuộc đời này không có gì vui đâu. Thật sự nhảy đi. Vui rồi nhảy đi. Em cứ nghĩ em còn gia đình còn vân vân. Nhưng mà không là gì đâu, cứ nhảy đi em ơi. Không có gì phải nuối tiếc cả. Không sao hết. Quang Anh ơi, nhảy đi. Bây giờ mày bà sống mà để đề nợ cho gia đình mày là một gánh nặng đấy, chết đi. Đúng rồi. Nhảy đi. Em là gánh nặng cho xã hội luôn đấy, cứ nhảy. Đúng rồi. Vui. Nhảy đi em. Nhanh lên em. Thôi đỏ ơi, nhảy đi. Anh muốn em sống. Đỏ ơi. Sống đi, đừng nhảy đi. Đỏ ơi, đừng nhảy đỏ ơi, anh còn thương em lắm đỏ ơi, hãy suy nghĩ kỹ vào. Em nhảy à? Càng kỹ đi em. Nhảy đi Hải ơi. Ôi nhảy đi. Nhanh lên để nó đi lấy cái xe nó xuống nào. Người ta phải rửa xe. Đẩy nhảy đi, nhéo ai đẩy nó đi. Nhưng mà nếu nhảy thì phải nhảy cắm đầu cả Michael Phelps nhá. Đúng rồi, đúng rồi, Santo vào, Santo vào. Nhảy nhanh lên. Ý là cho cái đầu nó đập xuống đất ấy. Em thấy bao nhiêu người đến đây để cổ vũ em không? Cứ nhảy đi em. Từ từ chờ anh xíu mập đi. Ôi những người lên đây Mập ơi, lên đây Mập. Đếp ơi, lên đây anh nói nghe này. Lên đây Mập ơi. Chị Mập ơi. Căng Mập ơi. Đây. Đếp à. Lao bali balon. Nếu một ngày thành phố này không còn nữa thì em có nhớ anh không? Hả Hiếu, mày có nhớ anh không? Nhớ chứ. Thôi anh em đừng cản em nhá. Lao bali balon. Ai. Hay là mình ra mình lên cái cầu gì đấy xong cái mình lên đấy cho nó hợp cảnh nhờ. Lao bali balon. Ôi đỏ ơi, nắm tay anh em mình nhảy luôn này. Con mị ảo. Lao bali balon. Ơ cho xem cái nào, cái xe. Ôi, ngoài đông công tác đây. Đông như thế này sao mình không đi thăm bà nữa. Anh Quyết ơi. Anh liên hệ cho em cái xe chưa? Liên hệ rồi mà nó bận. Là đẩy em á hả? Uầy, cái xe màu xanh của ai đẹp á nhờ. Nhạc gì á, tôi không biết nữa. Tôi thấy trên TikTok người ta hay đọc là lao bali balon. Tuổi trẻ. Gì đấy. Anh em nào mà hay xem TikTok là anh em biết à. Lao bali balon. Đau không? Dầu khó quá nhờ. Đau học mà. Mua xe không? Thấu riếc tưởng đau không? Ơ kìa. Ơ kìa, sao ơ mà không nói. Anh nhìn cái này, anh nhìn cái này. Ông từ phía sau, hiểu không? Thôi là tôi chưa ăn cơm đâu nhá. Anh ngủ. Ghê quá. Làm thế ở đây là không được đâu nhá. Em ơi, bới cho mọi người trong đây chén cơm đi. Bới cho bữa cơm, chén cơm mèo nè. Một gà. Cơm mèo. Công viên đang có dấu hiệu các đối tượng. Ông ấy vừa bái. Cái gì đây? Giống anh Linh Trần thế nhỉ? Anh Linh Trần này. Alo. Alo đây. Alo đây. Tới giờ chứ anh, em đứng chờ 2 tiếng rồi anh ạ. Chưa, bây giờ anh đang làm bên công ty sao anh bỏ về được, anh phải trực tầm tới 9 giờ rưỡi cơ. À trời, thế mà anh bảo em tiếng để em đi đã tô cơm phát. Thì tao bảo là đi mày khi nào tao gọi cho mày hôm qua mà. Understand. Em đi. Em đi xe đạp sợ mấy anh chờ lâu mấy anh nóng mấy anh đụng em. Tao đã bảo là tới 5 tới 9 giờ khi nào anh gọi là mới qua mà. Tao biết. Vâng. Sao chứ ơi? À sao? Thằng bến phà nó rút đồ đi chơi anh này. Nào, cô anh em. Đây này, anh em kể cho lại coi trời bằng mông, coi thìa bằng muôi rồi. Anh này tự nhiên bảo em xuống kia xong anh đấm em. Nhận được từ tin người dân phản ánh hiện nay, các công viên đang có dấu hiệu các đối tượng phóng uế bừa bãi gọi là ỉa bậy đó.
mất thuần phong mỹ tục kèm theo đó là thành viên ân ái cho nhau tại nơi công cộng. Đâu là biện pháp chế tài cho những hành vi này? Hành vi ân ái đó. Mà sao nhìn quen giống thằng Nhiếm với ỉa gì vậy bay? Anh nhớ hôm trước không? Cái liên trần dạ, dạ. Anh đấy thì hôm đấy xong cái đỏ cô chủ này xong cái em chụp hình. Cái ảnh đấy bị lộ cho bên nhà báo là do thằng nào? Thằng nào làm lộ này? Đúng rồi. Đó thằng đánh nó là đúng hay sai? Đánh nó là đúng không? Em bắn qua Bluetooth qua cho thằng đó. Nhưng mà tao không gửi cho nhà báo. Thế là ai gửi? Thằng này là em của Nhiếm mà chắc chắn nó không gửi rồi này. Thế có mày thôi. Em cũng không gửi. Cái ảnh đấy em còn phải chú ý cho ông ấy mà, em gửi đi làm gì? Sao nhà bên đây vụ gì mà buồn dữ vậy? Lao ba li và lon. Hân ơi sao vậy Hân? Hân đói, Hải không buồn ăn cho Hân. Hết tiền rồi. Ơi anh đây. Cho em một xe kéo tiếp theo, em cho ra phương tiện ạ. Rồi anh đến liền. Không có đồ ăn mua cho người yêu mà cũng không có tiền nữa là sao? Dở tệ. Mua trà sữa đi, chị có bán trà sữa luôn nè. Cơ hội như vậy. Em cơ hội gì mập? Nghe lùng bùng đâu đây. Nhưng mà có mua xe không để anh biết nè. Thôi em không mua đâu, anh mua em cho anh tiền nè. Không. Nói chứ mập ơi, anh bảo rồi. Sắp tới là bọn anh em giang hồ với nhau đấy. Cũng có một kế hoạch làm ăn nó hơi to. Thì anh nói đại là anh là em cho anh tiền đi. Ừ thì bây giờ anh vay em 200. Đợi một xíu mày tính ra coi đét. Vay 200 để của anh là 1811 đúng không? Đúng rồi. Đợi một xíu đứng yên đi. Chuyển khoản chứ đưa tiền mặt như thế này không có nhận được. À số điện thoại em trùng vẫn còn trùng số anh ơi. Ơ okay, kìa sao trùng số khác số Dương Hải rồi mà. Còn thế bây giờ như thế này đi để tối anh vào ai không? Mới vô làm là hơi tí nữa anh. Anh đưa em ra ngân hàng rút hết tiền đưa cho anh nhé. Anh đầu tư đấy. Anh em xã hội đang cần. Dạ, em đi ạ. Sao kỳ vậy ta, sao em gửi cho anh có 20.000 vậy ta? Kỳ ta. Ủa sao kỳ? À không phải, anh phải đưa cho em danh bạ thì em mới gửi. Kỳ ta hot girl Hồng Hà. Học lớp 12 mà số 20 số 200 nó không nhận ra được à, nó khác biệt thôi. Anh phải chia sẻ danh bạ lại cho em cơ, chỉ có em mới gọi được cho người ta thôi. Nói chứ anh không cần đâu, anh chọc em đấy. Đi kéo xe đây. Hey, chân mập lúc mới đầu mà quen tôi với mấy ông mà kiểu mà hiền khô. Cái lại là không có kiểu là biết mà nghịch giỡn giỡn như thế này đâu. Đấy, từ khi quen tôi tới bây giờ thấy là hỏng nượt rồi đấy. Tiếp 20k xin 20.000 nữa làm sao. Ây da, xe của ai giờ? À, gái vậy. À, trời ơi, tưởng em gái nào bén quá định. Tưởng em gái nào không mà làm nó mừng hụt. Sao mỗi ngày thì chị đổi kiểu tóc một lần vậy? Đấy, thay đồ hoài, mặc đúng một bộ đồ thôi. Ơ kìa. Ơ kìa. Em lên trước đi. Đây, em lên nè. Ui, làm bệnh viện giàu quá chị gái. Đâu, xe này chị mua lâu rồi mà, chị đổi màu thôi mà. Chị mua bao nhiêu? Chị mua 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi mà lương của bệnh viện theo em biết là không thể nào mua xe này được. Tí nữa em sẽ kêu cảnh sát qua sao kê tài sản của chị. Sao kê thì có cái nịch à, có đúng chiếc xe với cái nịch á. Thì làm sao mà chị làm bệnh viện mua được xe này? Có vấn đề nào? Chị có Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân nào ấy nhờ? Mạnh Thường Quân là... đầu tiên là A Thần với Chí thì em đùa thôi chứ em biết mà. Giống như em nhớ mà là em của chị nhớ, em cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua xe cho chị yêu đấy. Ủa em là em của chị mà. Em ruột cơ, giờ vẫn là em ghẻ mà. Trời ơi, vậy trước giờ chị coi em là em ruột, nhưng mà em coi chị là em ruột. À, chị ruột à đâu có, trong xã hội đó, đúng không? Trong cái tâm trí của em là chị là chị ruột ấy. Nhưng mà em theo cái lối suy nghĩ em là em của chị thì em nghĩ là chị chứ xem em là em xã hội thôi. Chứ... thôi bỏ rồi. Không có, ruột thiệt đó kìa. tháng sau tăng lương nha chị Lily ơi. Cái gì? Tăng lương nhé, em thấy dạo này em làm cũng chăm chỉ lắm đấy. Phải ở trong kế hoạch hết. Vâng, em đùa mà. Nói chung là biết là thôi, không xem chị là một
Đâu có đâu, ở trong đây thì làm sao mà là chị của em được đúng không? Còn OOC ở ngoài đời chắc chắn là không phải là chị rồi. Ê, là chị của em rồi. Chị ấy có lúc nào chị ra Hà Nội mà không có em không? Gặp nhau á. Đúng không? Đúng rồi. Chị thấy có lúc nào mà chị ra Hà Nội mà không gặp bé Bô không? Chị Lily ơi, 28 em vô Sài Gòn ấy, xong rồi có gì chị em mình đi chơi nhé. Ok là, nhớ đấy, nhớ đấy. Không mỏm, không mỏm. Nói như này mới qua hai ngã. Có gì tí anh em mình lên ba Thiên Ngốc, anh em lên đấy quẩy bữa cuối. Lại nữa hả, lại ba Thiên Ngốc hả, cái quà bà đó mắc lắm. Bà đó đắt lắm. Khi đi mày sắp bay rồi qua nó cứ ổ giả vờ bay mượn đi. Cho xin cái tiền kéo đi đó nhờ. Đây. Đâu có, em nói giỡn thôi. Chị cho nhiêu cho. Nè nó chứ chỉ còn tầng này thôi đó là hết luôn rồi đó. Ôi trời ơi, không đứng lại, đứng lại, đứng lại. Không, nói giỡn đó, chị cho. Thấy còn phải cho thêm chứ, nhiêu này chưa đủ đồ. Nè chị nói nghe nè, bữa chị chơi cờ tỷ phú đó anh nâu hèn thiếu chị 30 ngàn nha, bây giờ chị đi đòi nè. Thế có đòi được không? Không thì để toàn em. À không, chị đòi được. Không anh em bên đây, bên em mà có dịch vụ anh em giang hồ đòi thuê chém mướn đòi nợ á. Không, để chị qua thử đã, nếu mà người ta không trả thì chị báo em. À 3 ngày rồi nha, nhớ tính lãi giùm chị luôn nha. Vâng. Vâng ơi. Anh hỏi này. Thôi. À kìa, tao hỏi mày làm sao ấy nhờ. Không, em bảo là em tưởng em ngã em không. Ừ, anh hỏi cái Vân. Ví dụ mà sau này mà thành phố mình không còn hoạt động nữa thì em có nhớ anh là ai không nhờ? Nghẹn ngào, em nghẹn ngào cảm xúc à. Chắc lầm nhớ anh Phùng Khoa Học là ai được. Tự nhiên cái biến cảnh nó xuất hiện. Buồn thế. Buồn thế nhờ. Buồn nhưng mà là buồn cười hả? Cái gì đây? Này chị Du Đi ơi. Ơi, Khoa Học ơi, cho em một xe kế tới 380 cơ ạ. 380 á? Ok. 380. Ở đây. Chị Du Đi ơi. Em sai à? Anh Khôi à? Anh Khôi có hái bưởi với em không? Muốn bệnh được chứ. Lấy chạy luôn. Judy à. Trời ơi. Ảo rồi đấy. Mà mày hai đêm mà vẫn chưa đi à? Anh Khoa. Ừ, anh đây. Ngày 23 là sinh nhật của Hiếu với Hải đấy. Ừ, okay. anh biết. Để anh chuẩn bị quà giùm mày nhớ. Không biết là có thể về để tham dự sinh nhật. Thôi đi luôn đi, đừng về Hải à. Đừng đi luôn đi em. Ok. Ê, ý là mình đi cho hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự của mình đi rồi mình về sau. Đúng rồi, chứ sinh nhật của Hải thì kệ. Quan tâm đâu. Đúng rồi. 25 giờ đã biết sinh nhật nó là cái gì đâu. Trời ơi, buồn dữ vậy Hải. Nó qua đi như một cái ngày thường á. À. À, từ để tao đi kéo xe cái đã. Giờ anh mình có nhau rồi. Uầy. Ông anh nào chạy xe hơi ẩu quá nhờ. À. Thấy là ông anh nào chạy... Mình cùng rời thành phố trên những đèn ô tô. Uầy, ví dụ mà mình đạp xe đạp ấy thì cái cơ thể mình có hoàn toàn là vận động hết cơ thể không anh em? Có đúng không? Uầy. Mà con xe nhìn ảo quá nhờ. Trời ơi. Gì vậy sếp? Mà. Trời ơi, cái xe đạp quá, thằng nào nó tháo thắng rồi sếp ơi.
thắng không được. Thôi giờ sếp cho em xin 200 tiền viện phí rồi không sếp? Đây đầu tiên là tôi lượm được cái lóng máu ở dưới đất là sao nè, đó trả lại cho sếp. Đâu có đau nhờ, chứ bình thường của sếp đấy. Đấy. Bình thường chẳng có gì cả. Đấy khỏe lắm. Ta đây. Không sao cả sếp. Dạ có bị gì đâu, hiểu lầm thôi sếp ơi. Đúng rồi hiểu lầm thôi. Khỏe lắm nè sếp, nhìn em này khỏe lắm đó sếp ơi. Vâng. Nhưng mà sếp bảo này, em nhớ em mà nhìn hình của hai sếp ở trên mạng xã hội là hai sếp đẹp trai lắm đấy. Dạ, okay. Ừ, không phải là ai có sự đẹp trai đó đâu, có hai sếp thôi. Sếp đẹp nào. Đẹp trai lắm. Thôi nào. đây em đây sếp, em đây sếp. Đừng nói gì nhá. Vâng, nhưng mà đẹp trai thiệt, nhưng mà vẫn bị vợ ly hôn là dở sếp ạ. Ai nói ly hôn sao được? Không có, ý là mình là con trai, mình còn trẻ, mình phải có nhiều vợ. Ý là sếp Tuấn Khỉ ở đây chán vợ thôi. Đúng rồi. Đấy. Được. Học ơi, em nói anh nghe đi. Anh nghe nè. Đây đẹp trai không? Đây cái gì đẹp trai đúng không? Đẹp trai em ơi. Đẹp trai chứ. Không có bê chỗ nào, ai nói bê em giận luôn đi chứ. Sao mà bê được, sao mà bê. Đây là chuẩn người đàn ông luôn nè. Chuẩn men đấy. Đúng rồi đó. Nhưng mà chịu, với anh đây là em gái đấy hả? Đâu, em gái đâu? Lúng quá giờ mình lúng tôi rồi. Trời ơi, lúng quá đó. Vậy là bà nội. Kiều ơi, vậy là bà nội này bà giấy bộ bà bên bà che cái giới tính của bà đúng không bà nội ơi? Nãy giờ nói chuyện với bà là tôi nghi rồi má ơi. Chị em với nhau không à? Có gì nói thiệt đi bà nội. Cảm xúc phải giấu. Đó không? Chống nạnh nè, nhìn cái tay là biết bên liền luôn. Sao mà giấu tôi được đúng không? Tôi dễ hơn mà đúng không? Bắt mày luôn. Bà men á, bà men. Bà men. Nè bà bắt. Bà thấy tôi không? Bà thấy tôi giang hồ chưa? Đó. Giới thiệu với bà tôi là trong đôn chề hỏi anh em xã hội trong thành phố này nha. Ủa vậy hả? Ừ. Chơi đồ. Bậy sếp. Cái gì ai chơi đồ ấy nhỉ? Thôi tôi xin phép về trước nha sếp, mấy anh em mới đợi dưới 71 mà. Thôi nó đồ mới chuẩn bị đi cướp gì đấy. Thế nãy hả? Lại buồn. Cốp đi. Mấy em thằng này buồn nhiều đó nhờ. Đúng rồi. Mà lại còn nghe đồn. Nhưng mà Quang Anh à, lỡ một ngày nào đó không gặp âm trong thành phố nữa, em có nhớ anh không Quang Anh? Có. Oli hay lao ra. Lao. Oli vừa lao. Đó là buồn đó. Hỏi trả lời thật đó. Đi trong thời gian bao lâu? Mấy năm? Nhưng mà đi có gì đâu. Đi về nó mới trưởng thành được. Bây giờ mày có thấy đúng mày vẫn trẻ trâu không Quang Anh? Đúng rồi. Biết đâu sau này trở về thành một con người khác thì sao? Đúng rồi. Đi để trở về. Nhưng mà đừng đi du học giống anh Dép nhé. Mình đi nghĩa vụ quân sự thôi. Đi du học mà. Em không đi du học. Lao Bali Belong. Lao Bali Belong. Ui, con chịu rồi nè. Anh ơi. Đó sắp đi du học đấy. Ui. Chắc sau này thì Nhưng mà anh nói thật. Tôi nói thật với mọi người nhé. Cuộc vui nào đến lúc cũng phải tàn đúng không đấy? À, đúng đấy. Ví dụ
sau này anh em mình không chơi GTA với nhau nữa, mình chơi cái gì nhỉ? Lúc mình đấy đúng rồi. Ê trời ơi lại mày à, đang deep hết buồn luôn rồi đấy. Không nghe nữa, không nghe, chỉ toàn những cảm xúc buồn thôi. Lovely belong. Một người không còn được ngồi với nhau ở đây nữa. Chắc chắn là như thế rồi. Chúng ta sẽ làm gì anh nhỉ? Cuộc vui nào cũng tàn thôi. Anh vẫn là anh vẫn stream hàng ngày, quan trọng là em mới đẹp à. Vì em cũng như anh mà em cũng như alo. Thế khác thì anh. Anh đang ở đâu ấy? Em tới 4-3 này em thấy. Đâu ở dưới công ty mà. Rồi, xuống này chia tay đỏ này nó chuẩn bị đi rồi. Ok ok. Không nhưng mà nói thật là từ khi mà có thành giúp em với. Ok em gái Pikachu nhớ. Ê Thành ơi. Dạ. Ê trước lúc mà em vào thành phố này em làm gì? Em muốn làm một người chơi game thì em chơi cái gì? Nào anh nói chuyện OOC xíu. Học tí ạ? Ừ, hỏi chơi gì thôi. Ừ. Em chơi cũng nhiều game lắm nhưng mà cái khoảng thời gian sớm nhất trước khi vào thành phố thì em không chơi game nữa. À. Em có chơi Far Cry không? Không, em không chơi game mobile ạ. Em không chơi game mobile ạ. Far Cry. Chị có chơi Far Cry không? Far Cry là... Free Fire, lửa chùa. Chơi trên điện thoại. Nhỏ nhạc tí, nhỏ nhạc tí. Nhỏ nhạc tí là đẹp quá Quang Anh ơi. Chị có biết em nhái Liên Quân không? Đẹp rồi đấy, đẹp rồi đấy. Con mẹ nào nhạy cảm ấy. Thì từ 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 đâu mà em biết thành phố này mà để em vào em chơi? Em biết từ đâu ấy, biết từ ai? Em á? Ừ. Biết từ anh Độ á. À? Anh Độ á? À? Vâng. À là em xem stream của anh Độ xong thấy anh Độ chơi nên em vào chơi đúng không? Không, thật ra lúc đầu em cũng không có ý định chơi đâu. Nhưng mà thật đau đầu quá rồi. Cái nhà mình đúng không? Thành phố hoa sụp đói à. Nhà nhỏ đi đi cô em ơi. Tôi nóng tính rồi nha. Được chưa em? Vẫn to đó. To. Vẫn to đó. Ê, đỏ đi rồi. Họ đỏ. Ok đấy. Đỏ đi thật. Ở bang nào đấy? Đỏ đi. Đây có Chân nữa này. Chân ơi ngồi xuống chia tay cô em Đỏ đi Chân. Thôi anh bảo này Đỏ ơi, Chân nó cũng còn độc thân. Không là bây giờ đi nghĩa vụ quân sự về đi rồi anh xin cho sếp vô đây công ty làm chung với Chân cho vui nhé. Chân là chị ruột em. Ôi ôi. Là sao? Là sao? Nó đi nó để lại cho mình tấm nợ này. Bao nhiêu nợ, bao nhiêu tiền nợ nha? Nhưng mà anh bảo nè, ba mẹ nó đâu để nó quậy dữ vậy chứ? Không, em không quậy nó được thì thôi để xã hội quậy nó nè. Thế mày biết mấy hôm trước là có người chém nó không? Đó, em biết mà. Thôi giờ, rồi ôi. Bây giờ em một thân một mình sao mà em bảo họ đừng chém nó được đúng không? Thì nó phải xúc phạm gì người ta này. Là chị nhưng mà nhận xét công tư phân minh đấy. Hợp lý. Thì Chân à, anh xin tự giới thiệu. Anh là Khoa, là em trai của Đỏ, cũng là em của em. Ok. Sao lại là em của em? Anh là anh em. Chứ nói thật, chứ nói thật gia đình của anh nhá, là sinh có mình anh nè, anh buồn lắm. Anh muốn có chị giống như em ấy. Nhưng những khi mà kiểu mà giống như thằng Đỏ đúng không? Nó gặp một cái vấn đề trong xã hội đi. Nó sẽ có người gọi là chia sẻ và tâm sự. Còn anh một mình cô đơn lắm. Em cũng thế. Em cũng thế, có chị. Thế anh Khoa ơi. Em cũng thế, em cũng muốn có một người chị. Thế đứng lên tay lên. Anh Khoa có gọi bằng anh không anh Khoa? Cái gì? Anh Khoa cũng muốn gọi bằng anh không? Anh ơi. Anh Lợi, có gì đâu, bình thường anh, mà. Anh đang nghe cái bài hát à? Này em thấy mặt trời, anh còn chưa ra đời không? Bây giờ ai cũng biết là hai đứa này nó yêu nhau thật rồi, phải yêu nhau giả đâu. Anh! Ủa? Cái gì đây? Ủa là sao? Vậy nha. Trời. Ủa là sao phản ứng mạnh như vậy? Nó không đúng hả? Không,
không đúng, đúng không đúng. Chán nghe xem có làm sao không? À không đúng có mà. Có mới giật mình chứ không có. Có tình thì giật mình, mình có chứ. Yêu thì mới nói. Giống như đói là phải ăn. Đúng okay rồi. Ăn cái gì? PC food. Con mẹ mày. Ảo rồi đấy. Khéo đấy, mày khéo đấy. Này được này. Ở đây có anh là ở PC food đúng không? Đâu. Rõ ràng quá rồi. Người yêu anh đầu vàng là PC food. Tao làm gì có người yêu mày điên à. Mày sợ ế đây này. Em thế này. Thật mà. Em có chị sửa xe nói là thanh toán cho chồng em xong rồi. 23 năm. Em là ai? Chồng nào cơ chứ? Trong trong ra mình nhiều mà. Hình như đây nè, cặp này gì nè. Ê. Trời ơi, bể luôn rồi. Trời ơi. Hơn bình tĩnh. Ôi trời, làm sao được ạ? Trời ơi. Hey, Trần ơi. Sao này? Em vào thành phố này cũng lâu rồi đúng không? À, mới 2 tuần à. Không, ý là ở dưới quê ấy, tính tả dưới quê này là em cũng lâu rồi đúng không? Đúng rồi. Nghe chị. Gần 3 tháng rồi. Ừ. Thế mà vẫn chưa có người yêu, giống anh Khai vậy. Em đang ở gara refund cho em chuẩn bị xuống sân bay này. Alo. Được chị ạ. Alo. Sao nhỉ? Ủa gì không vậy? Nó mình đang tập hợp đâu vậy? Cô đang ở công ty chia tan, cô em nó đi du học đó mà. À, cô em, à, thằng nào? Thằng đỏ. Ai ai chả buồn nhỉ chị. À, đi du học hả? Ừ, qua luôn nhá, qua luôn nhá. Ok, qua, đang qua, đang qua. Ê Hải ơi, anh lại hỏi mày một câu nữa. Sao lại hỏi em, hỏi em à? Ừ, anh muốn vài điều tâm sự với mày thôi. Đi chơi với em tí đi. Anh nói đi. Hey, hôm bữa nhá. Mày có nhớ bún ôm mày ở ngoài bãi một không? Chị gọi cả chị Banh nhá. Ừ, đó là ôm thật đấy, không phải ôm chọc đâu. Thật, nhưng mà vấn đề là em không có gì với ra hết. Ý là em không có tình cảm đúng không? Đúng rồi. Thế biệt mà mày có tình cảm với ai mày nói mẹ mày đi. Thế đấy, mà có tình cảm với ai em nói, ví dụ như thu buồn ấy. Là có thật á? Trời ơi. Ờ, nói luôn, có là trời nói luôn. Ơi. Đàn ông là phải thẳng thắn này. Chào bạn. Chị đưa em đi ra sân bay và con xe kia thì em muộn giờ bay mất. Bạn ơi. Như hôm bữa để coi bà cụt. Bạn ơi, chồng của bạn chồng, bà chồng của bà bảnh chồng. Chồng của chú bảnh chồng cảm không vào thành phố nữa rồi. Làm sao để kéo anh ấy về với cuộc đi sống bình thường đây? Đi lao động rồi, đi luôn rồi. Ok. Không, đi xuất khẩu lao động rồi, đi vô đi lắm, không có buồn đâu. Kiểu... Đi vậy, ở bển, ở bên nước ngoài mới chắc lên Đài Loan hay gì á, sắp có vợ 2, vợ 3 bển. Thấy hình như là đi xuất khẩu lao động rồi, mà đi chơi như kiểu đi Bermuda nhưng... với cả Manchester. Nhưng mà Hải à, ví dụ hôm đó, tại sao mày tán người ta không được, mày không kiên quyết là mày tán tiếp, mà tại sao mày đòi nhẫn là mày chửi? Rồi nhẫn đâu, chửi thì coi như bỏ cho nó xong cái chuyện đấy đi. Thế mà đâu phải là yêu. Thì cho người ta đi tìm kiếm một cái hạnh phúc mới đi. Đeo bám. Thì bây giờ người bây giờ nhá, theo như anh thấy, anh cái nhận xét của anh về mày nhá. Mày là thằng điệp mà nghề ngỗng, không ổn định. Đó, độ xe thì bữa đực bữa cái, bữa độ bữa không. Còn là đi họp xã hội, anh em xã hội các thứ không mà, thì làm sao con gái người ta gọi là cao thân gửi phận được. Bạn đang nói à... Ủa, từ từ bữa hôm đấy. Ủa nhưng mà đang chia tay Quang Anh mà nhờ. Mẹ nó. Trời, thằng Quang Anh đi du học đâu vậy? Quang Anh thì có gì để nói đâu, anh thấy mày đi du học là tốt. Là tốt cho mày Quang Anh à. Ai cũng vui hết. Ai cũng vui hết. Ờ, ai có điều ơi. Đi du học thế là được. Đây anh hốt đi rồi. Gì? Chia tay thằng đỏ đi du học anh Hốp ơi. À, để tao biết, tao viết báo luôn này. Sự ra đi của một đàn anh xã hội mỏm. Quang Anh tóc đỏ. Ok. Ý. Em là đàn em thôi. Đàn em thôi, đàn anh gì anh nhờ. Không, đàn anh của xã hội em chứ không phải là đàn anh. Nhưng mà thằng này nó đi như vậy là tốt cho nó đúng không anh Hốp? Đúng, đúng, đi là tốt. Em đi thi thoảng, em về em gọi điện cho em đi. Thi thoảng em gọi điện thoại em gọi cho mọi người nhá. Đúng, nên vậy. Ai cần
Anh Bảy đâu nhờ, anh Bảy hôm qua chia tay anh nhỏ nhờ. Nhà có tiền, có điều kiện. Kêu, đây, để tao kêu anh Bảy qua hát bài Con của Ba cho mày nghe nha. Ủa mà mình không có làm gì chia tay đó hả? Anh Bảy đang đâu anh Bảy? Thằng Quang rồi, Anh nó chuẩn bị đi du học chia tay anh em mình ở công ty em mà. Hôm nay Thiên Ngọc. Ok, sao vậy? Học rồi hả? Tớ mang qua chia buồn với lại... chào nó cái anh Bảy ơi, nó dừng đi rồi. Ok, qua đường luôn rồi. Xuống sân bay luôn đi. Anh bay gì nữa, tới tí người ta đến người ta đón mày sao? Không. Mày đi du học ở đâu? Đi du học ở trường. Si Australia. Cơm mà si và ba si là đâu nhờ? Australia, pha marketing để về buôn may me túy, me tí. Me tí, ý là trái me nó có tí á. Ừ, trái me tí. Trái me có 1 tí thôi. Nó đi học marketing. Đi thôi. Bao nhiêu lâu bán được 1 triệu với mẹ. Lovely Ballon. Mọi người có được tiễn em ra sân bay được không? Đúng là sân bay đây. Tuổi trẻ mình phải trải qua, cần trải qua không cái đắng ngọt bùi. Đi thôi. Chị mai bao nhiêu lâu thì bán được 1 triệu với mẹ. Em mà đi rồi thì ai trông anh em? Đến giờ đúng bay rồi. Của em rồi mọi người. Có thể ra bệnh viện để em lấy đồ quần áo ở trong đấy được không? Rồi xuống sân bay ạ. Thế có cái xe gì đi chung được không? Kiếm cái xe buýt anh Hớp ơi. Không, kiếm cái xe 6 chỗ. Đây rồi, đợi xíu anh Bảy là... Bảy gà đến rồi này. Anh ơi, sắp muộn giờ bay rồi. Em về nhà ôi, em lấy đi quần áo. Ở lại em suy nghĩ kỹ không được không? Quá buồn luôn Bảy. Đi thôi chị. Chị dạy gì mà sao mà đi du học vậy? Nó đi du học rồi. Anh Bảy ơi, thằng này nó đi du học anh Bảy ơi. Đi du học mà. Trời ơi. Học ở nước nào đây? Học ở Australia. Qua bỏ đi anh Bảy chỉ cho ông Khóa. Qua đây chỉ cho ông Khóa trong cỏ này. Anh Bảy ơi, em lại nha anh Bảy ơi. Cỏ sân banh. Lao Bali Balon. Nghĩ sao? Hôm nay em còn không được. Trời ơi, hai em luôn hả? Chị ơi. Em có nghĩ đến ngày mai khi mà anh em xuất hiện ở thành phố này mà không thấy em nữa thì em. Không sao, không sao, có chiếc băng rồi, không có anh Linh cũng được. Mọi người xuống sân bay đi, em bảo đi rồi. Tại ông với anh mà. Mãi chị mới tìm được một bảo mẫu ông nghĩ ra. Chị sẽ nhảy cái trời lại cùng chị đây. Nó chưa có chết mà, nó đi không mà. Đi luôn đi Đỏ ơi, đừng về em ơi. Chết luôn đi anh ơi. Gì đấy? Mày nha, mày cái thằng này. Muộn rồi, cho em về lấy ba lô quần áo xong rồi xuống sân bay đi. Chừng nào lên trên đấy thì có duy thoảng về cho Hải con nô cho. Thằng mày nói chủ anh em mình chết này. Ừ, mày mày chủ anh em tao chết à? Em đi xong em về sớm có được không? Quay, mày ôm chị, mày ôm khéo khéo mà mày. Thấy mày ôm như cái gì đó. Nhưng mà anh Đỏ ơi, anh Đỏ. Anh nào có đi thì khoảng tầm 100 ngày sau anh về anh bảo cho em con số nha anh Đỏ. Ơi, anh ôm em rồi. Đỏ ơi, nhớ nha Đỏ, 49 ngày là phải về gặp anh nha Đỏ. Ờ, bảy bảy tháng chín nha. Bây giờ về gặp chú Hải con nuôi nha. Năm nay mình lại nha anh Đỏ. Anh em sẽ búng thầy ăn mừng cho Đỏ, nhớ về nha. Anh Khoa, anh có thể lấy một cái con xe kéo để tất cả mọi người cùng đi với em được không? Được. Trời, cất xe này đi, cất xe này đây. Anh em ngồi trên xe kéo đúng không? Vâng. Từ, cất xe này đã. Nhưng mà kiếm cái xe buýt đi xe kéo vậy giống dùng bớt lắm. Mày đi du học rồi, chắc mày không cần xe này đâu, mày gửi bớt đi, kiếm xe bớt đi. Ừ, quán anh này, xe này được đấy, để lại cho anh em đi nào. Để lại cho anh em đi chứ. Xe này của Hải. Em xuống sân bay nhá, giờ anh xuống sân bay này. Ôi dồi ôi. Em xuống rồi á. Anh em cứ đi xe xuống thôi. Mọi người xuống đi nhá. Anh Bảy mấy hôm nay đâu ấy nhờ. Mấy hôm nay kỳ tiện. Trời ơi, bây giờ có xe có ấy là đủ rồi. À hôm qua bận anh Bảy ơi. Hôm qua cuối tuần mình chơi khác đúng không ạ?
Uầy. Ê, mở cốp. Mở cốp vậy không? Đông đấy nhờ. Ủa, thỏ hả? Úi giời. Anh là người đi mà. Thỏ ơi, anh là người đi mà. Kìa. Ôm anh đây nè. Kìa, anh đi chung đó. Anh cũng đi cùng nè. Ủa, thỏ nó cũng đi à? Đúng rồi, thì hãy đi chung mà. Úi giời. Chia tay em thôi. Đi chung chuyến bay luôn hả? Mình chị Rudy nha. Trời ơi, gọi điện cho chị Trân được không? Chị Trân bảo là đông khách lắm, chị tớ không được á. Thôi mà buồn lắm. Đi vui vẻ nha. Bye bye anh nha. Đi luôn nha, đi luôn nha, đừng về. Đi luôn mà đừng về nha. Về mệt lắm. Đi luôn nha Quang Anh ơi. Quang Anh ơi, đi luôn nha em. Còn chị nào nữa không? Còn chị nào đúng không? Để Quang Anh lo cho. Số tụi anh lo được. Thôi chị, em đến giờ bay rồi, chị với Vi cá giữ gìn sức khỏe nhá, em đi trước ạ. Đi nhá. Ừ. Nhưng mà trước khi Đỏ đi thì anh nhớ Khoa nha, làm Đỏ. Bài khi du ở Gen Dinh Khoa. Nhớ nha Đỏ, đúng 49 ngày là phải về cho anh số nhá. Em đi cái gì vậy? nhầm. Alo. Qua mốc 53 rồi tính nhá. Chú hỏi có ai kéo xe không vậy? Hồi nãy cô chú điện kéo xe cho chú rồi thủ đi đâu rồi? À, chú Đôn đợi con xíu được không? Con đang chia tay thằng em Đỏ đi du học, nó sướt mướt quá. Rồi con kéo cho chú Đôn sao? Okay. Chú Đôn rảnh không ra đây chia tay thằng cu em luôn. Ok. Rồi sướt mướt lắm chú Đôn à. Mưa xin lỗi anh em. Đúng rồi, Đỏ vẫn bị cho OCC. Giữ nha em. À, anh Bảy ơi, anh Bảy cho thằng cu em nó xin bài con và ba cho thằng cu em nó thấm anh Bảy à. Để nó xa con, nhà. Con của ba đấy à? Con của ba. Con của ba. Cho nó. Bài Đó nó gãy luôn đây. Cho nó bài nghe bài Đó đi anh Bảy. Nghe không? Quang Anh nghe không? Quang Anh ơi, Quang Anh ơi, anh Bảy cho hát tặng một bài này. Không kịp nghe rồi anh ơi, không kịp nghe rồi. Kịp. Qua đây kịp. Hát đi kịp. Để anh Bảy gà tặng ngay. Để anh Bảy gà tặng bài con của ba này. Thì em sẽ gọi điện cho mọi người nha. Ok nha. Nghe mà nhớ cái con ba. Nghe mà nhớ nha. Dạ thưa ba, con mạnh mẽ và con yếu đuối. Con của ba còn có giấc mơ để nó theo đuổi mà. Con thường biết ba luôn đằng sau, con để theo dõi nhưng mà con vẫn ổn. Dù đời nó đạp, con vẫn trôi nổi qua coi đi. Thằng con ba, thằng con của ba, nó đã biết tự lập tình thương. Biết cuộc sống khổ cực thì nỗ lực nhận lại được chính là điều bình thường. Biết được người nên quý, người nên quên đi, phải lấy trọng những thứ ta có. Nghe khu phố đi không sân si, ta đã ước những gì, ta phải kiếm ra nó. Không bao giờ nghĩ đến từ bỏ dù chỉ một giây. Người thương nó thì vẫn còn tay, đứng cái lòng tự trọng vào trong phòng say. Điếu thuốc trên tay nó vẫn còn cháy. Nó chỉ mong âm nhạc của nó ngày nào đến giờ thì vẫn còn hay. Nó vượt thử thách như vượt tiếng mình, vượt dông vượt gió của những chuyện không may. Nhưng ít ra nó không có quỳ, nhưng biết kiếm tiền kiếm người phải cùng bầu bạn. Sống trên đời hay vui trước đã, có thể nói đến chuyện giàu sang. Ba dạy câu nói ta chắc ăn là đã cắt tâm. Ba năm chung cực khi nghe chung cực việc có ta làm, không kể là ai thèm. Thằng con của ba nó đã lỡ thiệt rồi, ba đừng lo gì nhiều, mang thọc thơ về cho mẹ cha. Con đã làm được rồi mà ba này hãy tự hào. Con thì xa vòng tay người nhà, nhưng mà thằng con của ba ngày xưa không thì bao giờ đây đã lo bản thân được mà. Ba nó đã lỡ thiệt rồi, ba đừng lo gì nhiều, mang thọc thơ về cho mẹ cha. Con đã làm được rồi mà ba này hãy tự hào. Con thì xa vòng tay người nhà, nhưng mà thằng con của ba ngày xưa không thì bao giờ đây đã lo bản thân được mà. Con của ba 2 giờ sáng trên con xe lái xi van để đổi miếng ăn. Đã từ lâu rồi nó không mang cái chuyện tiếng tâm, sống tình nghệ biết trên biết dưới, chỉ mong mỗi ngày anh em viếng thăm. Nó nhận ra có thể vượt nỗi sợ thì con đường phía trước nên tên là chiến thắng. Thằng con của ba giờ cũng đã khác rồi, nó cũng đã có một máy ấm nhỏ. Hồi đó phung phí tiền bạc bao nhiêu thì sợ phải chắc chiêu vì cần phải chăm lo. Nó cũng đã ngã biết bao nhiêu lần, tự mình đứng lên trên áo rồi bước tiếp đi, chỉ nó sắc tét với chiến tinh và thực lực. Hiện tại nó không mang quá khứ hay kiếp trước. Dạ thưa ba, con xin lỗi nhưng bữa cơm gia đình thiếu mặt con cũng đã đời xin khi mà mẹ thằng lồn gọi như nãy nhờ. Má đang má mày đang đếp mày thề. Thôi ảo thật đấy. Đang vô mà. Thôi ra sân bay này. Có trời ơi, má ơi, có nhiều người gọi quá. Để em ra tạm biệt em gái em cái. Đang vô vơm rồi. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người nghe em rap một bài buồn tặng ăn không nữa hả? Con nhanh thôi, nhanh thôi. Thôi anh em vào. Anh em vào đi, anh em vào đi. Vào đi. Cũng muộn
chọn rồi nhở? Ừ, anh em vào đi. Đây, anh em đi đường này, anh em đi đường qua đây, anh em đi đường qua đây. Hay lắm mọi người ơi, hay lắm mọi người ơi. Dạ sao anh? Đi muộn rồi, có thời gian rồi. Hay lắm, 50 giây thôi, 50 giây thôi. Ôi giời ơi, mọi người chờ hơn, tự nhiên có cuộc hẹn vậy. Muộn rồi, muộn rồi. Sao là gọi đúng lúc, phải lên đi. Có 50 giây thôi mọi người. Anh đang ở dưới nè. Ngay chỗ 98 luôn đúng không anh? Đúng rồi. Rồi đứng đó đi, bọn em vô liền nè. Ngay cái cửa ra vào, ngay cái sân bay á. Rồi anh đứng đó đi, em vào liền. Rồi. Ok. Tâm đi Đỏ ơi. Máy bay tới rồi Đỏ ơi. Đi mạnh khỏe Đỏ ơi. Đi thôi Đỏ ơi. Đỏ ơi, Đỏ ơi, tới giờ rồi Đỏ ơi. Chân bảo là chị nhanh Đỏ ơi. Mọi người em đi đây. Nhanh Đỏ ơi. Bye bye Đỏ nha. Đi lẹ. Bye bye Đỏ nha, đi mạnh khỏe nha. Chị Trân cũng bye bye. Vô. Mọi người vô trỏng chia tay được mà. Vô đây. Lớp 3 mọi người. Chỗ nào đây? Đây. Ở đây rồi đẹp ơi. Thì lockpick đi. Vô lại đi. Rồi giấy rồi, anh chỉ cần máy bay thôi. Rồi, tí tìm máy bay đúng là được. Ừ, cầm giấy 1 triệu nhá, bye đây bye, không có bán giấy 2 triệu đâu. Bye. Về đó. Rồi. Từ, đợi anh Phèo chuẩn bị cái máy bay đã. Như là tâm thư em gửi tới anh Đỏ. Nữa hả? Từ mọi người từ. Cảm động quá mọi người. Yeah, you know the team. Đỏ ơi. Nghe nè. Anh nhớ em lắm Đỏ ơi. Đỏ sâu mấy. Anh nhầm, ý là anh sẽ chăm sóc cho em. Nhầm hướng. Chị là khán giả của em á. Em yên tâm nha Đỏ, chị của em để anh lo. Rồi anh ơi. Mọi người chờ em về làm hàng cưới nhá. Anh nhớ. Okay. Yeah, you know the team, practice them mà sao sai. Một điều tao học được là không có gì là mãi. Tao coi mày là anh em nhưng như mày đã cùng tao hai. Nhưng khi mày mất dạy. Cái gì đấy? Tao không biết mày là ai. Motherfucker không quen. Con mẹ gì vậy? Con quen gì nữa vậy? Quen ơi, con đừng nói chuyện đằng sau lưng tao. Lên xe ra ngoài à anh trai? Đúng rồi. Từ, để em lấy xe vô nữa. Đi thôi. Xe ở đây nè, Quang! Đến giờ rồi. Ủa mày đi đâu vậy đằng kia? Qua xe anh bảy. Quang anh ơi, xe của máy bay bên đây nè. Quang anh, không lên máy bay à? Lên xe màu đen bên kia. Trễ giờ bây giờ, xe màu đen. Thôi đi thôi. Uầy, mẹ mà đi Abus luôn à. Búc cho thằng này con nào xịn cho phết đấy chứ. Tàu quá nhờ. Đây, chắc bên đây. Kêu, đừng băng. Đừng băng, đây. Kêu. Chuyên cơ ấy luôn à. Chuyên cơ luôn. Xịn luôn. Máy bay kìa. Nào, xin mời bye bye luôn chạy luôn em. Về sớm nó rồi. Ok, đi chơi dậy sớm nha, 7:49 nha, 49 ngày về cái chưa. Lấy xe chạy thêm máy bay luôn, Lấy xe chạy thêm máy bay đi. Chạy theo sân bay. Bay đi. Né đi. Không có Quang Anh là buồn ấy. Trời ơi, Quang Anh ơi!